Xin chào cả nhà đã đến với cái clip tiếp theo tại trung tâm thẩm mỹ Glen Beauty Center. Thì hiện tại là mình đang quay cho cả nhà xem. Có gương ha. Rồi. Một ca nâng mũi cấu trúc L lại cao tay. Hôm nay là sao, đúng 5 ngày em hả? 10 ngày chứ. Mới nói đâu quên. 10 ngày bé đến là tháo nẹp cắt chỉ. Thì cả nhà có thể thấy là cái dáng mũi của bé sau 10 ngày rất là đẹp luôn. Hôm bữa là mũi mình là mũi mới luôn hay sao em? Mình sửa lại hả? Trước đây em đã sửa bao nhiêu lần rồi? 3 lần. 3 lần rồi nhưng mà nó bị sao? Mình đã tìm đến trung tâm để mà nâng lợi em hả? Nó không đẹp, to. Nó không đẹp, nó to. Lấy cho em cái gương khách coi. Phước, cho em mượn. Thì bây giờ mình sẽ quay góc thẳng cho cả nhà xem nha. Đó, rất là xinh luôn. Dáng mũi ở phần sống có một cái độ lượng rất là đẹp, đầu mũi được đẩy dài lên rất là bay. Và đặc điểm là mũi của bé bây giờ nó đã gom gọn lại rồi. Vẫn còn hơi sưng phần đầu mũi nhưng mà nó chắc là cải thiện nhiều hơn so với, coi gương để em, nhiều hơn so với cái mũi cũ của em lúc trước. Đây em soi gương nè. Gọn hơn hả? To nhiều đúng không? Bị bỏ sơ đó. Mình lúc trước mình nâng theo phương pháp gì em hả? Nhưng mà không có mổ hở, là nâng thường, đúng rồi. Đó, và đây là cái kết quả sau đúng là 10 ngày. Hài lòng không em? Hài lòng ha. Em thấy nó thay đổi như thế nào so với mùa cũ? Nó gọn hơn, nó cao hơn không? Đầu mũi lúc trước không có đúng không? Đúng rồi, lúc trước khi mà nâng thường thì người ta chỉ chống cái sụn và mổ bên trong thôi. Nó không có làm thu gọn hay là nó dựng, nó bọc sụn tay vào cho em. Đó, cho nên là thấy cái đầu mũi nó hết, nó không có được đẹp. Đó, đây mới là một cái dáng mũi đẹp thực sự của bé khách hàng nha cả nhà. Đó, phần sống có độ lượng rất là đẹp, đầu mũi được đẩy dài lên. Đó, vẫn còn hơi sưng phần đầu mũi nhưng mà khá là ổn rồi. Đó, mũi như 10 ngày vậy là quá ok. Cơ địa em cũng lành, không có sưng bầm gì hai bên, chỉ hơi sưng cái mũi xíu thôi. Do là cái mũi mình trước đây là cái phương pháp mình làm nó không có thu gọn, nhiều khi chống cái mũi vào thì nó bị sưng, nó làm cho mình nó có bị bao sơ. Đó, nhưng bây giờ lấy ra hết rồi. Thì mình biết trung tâm ở đâu em hả? Qua Facebook hay là qua người quen đã làm rồi? Giới thiệu đúng không? Mình cũng có theo dõi livestream bên trung tâm không? Có đúng không? Đó, cho nên là có cái động lực đến đây để mà làm đẹp nha cả nhà. Đẹp lắm anh ơi, cảm ơn em rất là nhiều luôn. Mũi như thế này thì bao nhiêu tiền? Mũi như thế này thì giá bên trung tâm là, hôm bữa mình sửa lại 45 đúng không em? 68 triệu là mũi cấu trúc sụn Sugi Firm. À, đây, khách hàng là mũi cấu trúc sụn Sugi Firm nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đây, quay cái phần trụ cho cả nhà xem. Đẹp lắm anh ơi, cảm ơn em rất là nhiều. Nếu thấy đẹp thì hãy chụp màn hình lại và gửi về bên trung tâm nha em. Trong quá trình sửa lại thì em có đau như người ta đồn không? Không đúng không? Sửa lại thì bình thường ha. Lúc trước thì em gây tê hay là đúng sao? Lúc trước là mũi cũ. Cái mũi cũ của em làm là gây tê hay là được ngủ? Gây tê đau lắm đúng không? Bây giờ thì nó khác hoàn toàn luôn ha. Đó, thoải mái nhẹ nhàng vô là trong quá trình làm thì ngủ nhẹ. Khi mà tỉnh dậy thì ê một chút xíu thôi. Mũi đẹp quá anh ơi, cảm ơn em rất là nhiều. Nếu thấy đẹp thì chia sẻ giúp anh nha em. Đó, nếu thấy đẹp thì chia sẻ giúp anh để nhận nhiều chương trình ưu đãi giảm giá bên trung tâm. Mũi đẹp lắm ạ, cảm ơn em rất là nhiều. Đây, mũi này là mũi cấu trúc sụn Sugi Firm nha cả nhà. Sugi Firm. Đó, hôm nay là sao đúng 10 ngày đến tháo nẹp cắt chỉ. Bây giờ mình sẽ quay cái góc bên kia cho cả nhà xem. Đây. Góc nào cũng rất là đẹp hết nha cả nhà. Rất là dễ thương luôn. Em đến tới đâu em hả? Thái, Thái Lan. Wow, đây khách hàng đến từ Thái Lan nha cả nhà.
Rất là lâu rồi mới thấy khách hàng đến từ Thái Lan nha cả nhà. Đẹp lắm anh ơi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Mũi như thế này thì bao nhiêu tiền? Mũi như thế này thì giá là 65 triệu đồng nha em, bao gồm thuốc sao hậu phẫu và bảo hành cho em luôn nha. Thì hiện tại là bên trung tâm có rất là nhiều chương trình ưu đãi khuyến mại giảm giá, đặc biệt là đối với mũi cấu trúc nè, đối với ngực đó. Nhìn lên đi. Rất là xinh luôn, nhan sắc bông hồng đến từ Thái Lan. Thì sau khi mà trải nghiệm dịch vụ tại trung tâm Clan Beauty Center thì em có hài lòng dịch vụ bên trung tâm không? Em thấy mọi người chăm sóc em như thế nào? Trước ai tư vấn cho em? Chị nào? Trai hay gái? Con gái. Con gái. Chị nào? Kim Nhi. Đúng rồi. Thế chị Kim Nhi tư vấn ok không em ha? Nắm đủ ý hết trơn luôn đúng không? Đó, mới ra được một cái dáng mùa đẹp như thế này nha cả nhà. Mắt nhìn lên em. Rất là đẹp luôn. Thì cả nhà ơi, thì những ai yêu thích cái form mũi này thì nhanh tay chụp màn hình lại nha. Đó, nhanh tay chụp màn hình lại và gửi về bên trung tâm. Đó. Thì em tên gì em ha? Em tên gì? Huệ. Một lần nữa thì rất là cảm ơn béo Huệ đã cho anh cái thời gian để mà quay một cái livestream cho mọi người thấy cái dáng mũi đẹp, mọi người có động lực làm đẹp. Là chúc béo Huệ nè có nhiều sức khỏe, nhiều thành công hơn và xinh đẹp hơn trong cuộc sống. Thì em đang công tác ở Việt Nam hay là ở bên Thái luôn ha? Bay về đây được mấy ngày? Rồi mấy ngày mấy bay về bệnh? Hai ngày nữa. Vậy hai ngày nữa tái khám với bác sĩ luôn ha, để mốt không bay về nữa. Hai ngày nữa lúc mà trước khi em đi á, hai ngày nữa là thứ hai, đúng rồi, thứ hai là ngày, đúng rồi, thứ ba nghỉ rồi, thứ hai nhớ tới nha.